Phản Ngựa Lớn Hoàng Tiến xin kính chào các bác, các cô, các chú và các bạn. Hôm nay là những ngày cuối năm, những cái ngày cuối cùng của năm 2021 rồi. Đấy, bên công ty em lại xuất hàng. Công ty em lại giao hàng cho một bác ở Trương Mỹ, Hà Nội. Đây là cơ sở 2 của công ty bọn em nhé. Đang sản xuất rất là nhiều những cái mặt hàng để phục vụ tất cả các quý khách nhân dịp cuối năm cũng như là đón một năm mới. Đây là một tấm chiếu ngựa bằng gỗ hương nguyên khối nhá. Tấm hàng một tấm trên một chiếu, có kích thước là dài 4m50, rộng 2m2 và dày 20. Đi kèm với đấy là một đôi chân rồng rất là chắc nịch, cũng bằng gỗ hương nguyên khối các bác, rất là to và dài. Đấy, bên cạnh đấy thì công ty em cũng có xẻ những cây hương rất là to, đường kính rất là lớn để phục vụ mọi người nhân dịp đầu xuân năm mới. Đấy, trước mặt là một tấm hương dài lên tới 7m80, rộng trung bình 2m5, 2m6 các bác ạ. Đấy, dày 20, hàng đẹp không tì vết nhé. Rất là kinh khủng luôn, đang để đây trước bày. Hiện tại thì bên công ty em đang rất là tấp nập sản xuất những cái bộ chiếu ngựa hàng một tấm, hàng hai tấm, cũng như là sofa K3 và kiện TV. Anh em đang làm hết công suất để phục vụ tất cả các bác nhé. Đây cũng là một tấm hương nữa rất là to, rất là rộng và rất là dài của bên em. Cũng cùng với cây đấy, cây này thì cũng dài 7m80 này, dày 20 và rộng trung bình là 2m3, 2m4, 2m5 các bác nhé. Hàng một tấm, hàng hai tấm với tất cả các loại gỗ như là cẩm lai này, hương này, lim này, cẩm hồng này. Để mọi người có thể lựa chọn được cái loại gỗ và cái loại kích thước mình mong muốn để cho ngôi nhà đón Tết khang trang hơn. Đi một chút vào trong showroom này. Đấy, hàng đi rất là tấp nập. Tấp nập quá nên là bên em đang ra sức để sản xuất. Đây là những cái bộ cẩm hồng của bên em, cực kỳ dài và rộng, dài lên tới hơn 8m, rộng trung bình là 2m, 2m1. Đây cũng là một tấm rất là to này. Đấy, hàng đi lanh tanh bành rồi các bạn, xuất xưởng rất là nhiều. Bên cạnh đấy thì bên em cũng có đang hỗ trợ như quảng trường Vinh. Nếu mà các bác cuối tuần này có dịp vậy thì hãy đến đấy để chiêm ngưỡng những cái sản phẩm công ty em đang trưng bày ở hỗ trợ đấy nhé. Bây giờ em lại phải lên đường thôi để giao hàng cho khách. Chắc là bây giờ khách đang rất là mong chờ, háo hức cái siêu phẩm sắp về tới nhà mình. Đấy, các bác mà có nhu cầu mua chúng ngựa, sofa K3 và kệ TV nguyên khối ấy, thì hãy liên hệ tới công ty bên em theo các số điện thoại sau: 093 1392 777 hoặc 08 888 888 36. Hoặc các bác cũng có thể tới trực tiếp địa chỉ ở cơ sở 2 đường tránh cầu sông Tảo, thành phố Thanh Hóa. Phản Ngựa Lớn Hoàng Tiến xin kính chào các bác, các cô, các chú và các bạn.